Xin chào quý vị, à, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng quý vị nói về cái cách mà chúng ta bỏ thuốc lá Thì tôi không có hút thuốc lá nhưng mà tôi biết là bỏ thuốc lá thì nó rất là khó Bởi vì rất nhiều bệnh nhân của tôi muốn bỏ thuốc lá nhưng mà họ đều thất bại Thì để trả lời câu hỏi đó là bỏ thuốc lá như thế nào á Thì câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần trả lời đó là hút thuốc lá nó có hại như thế nào Thì hút thuốc lá đây là một kỳ nguyên nhân hàng đầu gây ra rất là nhiều các cái bệnh lý trong cơ thể thì thứ nhất thuộc lá là cái nguy cơ hàng đầu gây ra bệnh lý tim và mạch máu nghĩa nghĩa là nó là cái nguy cơ hàng đầu gây ra cái sự hình thành của những cái mạng sơ vừa trong mạch máu của quý vị quý vị sẽ có nguy cơ cao hơn bị các cái bệnh lý như là nhồi máu cơ tim đột quỵ hoặc là các cái bệnh lý mạch máu ngoài vi thứ hai thì hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra một cái bệnh mà người ta gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính tiếng anh gọi là bệnh COPD thì thuộc là nó sẽ làm cho cả cái đường ống dẫn khí bên trong phổi của quý vị nó sẽ bị viêm lên, nó bị chít hẹp, nó bị tắc nghẽn và nó sẽ làm cho quý vị gặp nhiều gặp rất là nhiều khó khăn khi mà thở, tại vì khí nó sẽ không vào bên trong phổi được và giai đoạn cuối của, của cái bệnh lý này á thì uh, tôi vị là giống như quý vị sống để mà thở vậy, tại vì thở rất là khó khăn. Nó chỉ thẹp nặng nề đến mức là nó không có chỗ để cho quý vị thở luôn. Ở phụ nữ thì bệnh này nó sẽ làm tăng nguy cơ loạn xương ở phụ nữ. Và thứ tư là nguy hiểm nhất đó là thuộc lá là cái nguyên nhân hàng đầu gây ra rất là nhiều các cái bệnh ung thư. Nói chung quý vị cái hình dung đó là khi quý vị hút thuộc lá thì trên con đường mà hút thuộc, trên con đường mà khỏi thuộc nó đi xuống nếu mà nó chạm vào cái gì thì nó là nguy cơ hàng đầu gây ra ung thư của cơ quan đó. Đầu tiên đó là ung thư miệng, thuộc lá là cái nguy cơ hàng đầu gây ra ung thư vùng miệng. Thứ hai, thuộc lá cũng là nguy cơ hàng đầu gây ra ung thư vùng họng, uh, ung thư vùng hầu họng. Và dĩ nhiên nó cũng là nguy cơ hàng đầu gây ra ung thư phổi. Nó cũng xuống thực quản thì nó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư thực quản. Đó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư dạ dày, ung thư tủy và tiếp xuống phía dưới thì đó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư bàng quang hay người ta gọi là ung thư bồng đái. và tại vì thuốc lá nó liên quan tới rất là nhiều các cái vấn đề sức khỏe cho nên ở mỹ thì thường là các cái hiệp hội y tế dự phòng thường người ta đưa ra cái quy định đó là bắt buộc các bác sĩ là phải tư vấn cho bệnh nhân bỏ thuốc lá nếu như mà bệnh nhân có hút thuốc lá thì thông thường á à, nếu như mà quý vị đến với tôi và quý vị có hút thuốc lá thì thông thường bước đầu tiên của tôi đó là tôi sẽ giải thích cho quý vị là hút thuốc lá nó có hại như thế nào thì tôi sẽ liệt kê ra những cái bệnh lý như tôi nói cho quý vị ở đây tuy nhiên thì trong hầu hết các cái trường hợp tức là 95% các cái trường hợp là quý vị đã biết được tác hại của thuốc lá nhưng mà quý vị chưa sẵn sàng bỏ thuốc lá nếu như mà quý vị đã biết về tác hại của thuốc lá mà chưa sẵn sàng bỏ thuốc lá thì bác sĩ cũng chịu, nha, không có cách nào cả. Nhưng mà trong khoảng 5% cả cái trường hợp sau khi quý vị đã biết cái thuốc lá là nguy hiểm như thế nào á, thì quý vị quyết định bỏ thuốc lá. Thì những đối tượng như thế này thì bác sĩ chúng tôi mới có thể giúp đỡ được. Thường thì tôi thấy những người mà dễ bỏ thuốc lá nhất đó là những người mà đã từng bị một cái bệnh lý gì đó liên quan tới thuốc lá thì những người đó là những người mà dễ bỏ thuốc lá nhất. Ví dụ như tôi có một à, bác bạn bệnh nhân à, hút thuốc lá trong vòng 40 năm, sau đó thì bạn bị à, tai biến mạch màu nào, thì khi mà đến với tôi khuyên bỏ thuốc lá thì bạn này bỏ được thuốc lá. À, và thêm một bạn khác thì cũng bị ung thư ban quang và khi đến với tôi, tôi bảo cái này là do hút thuốc lá mà gây ra, thì bạn này cuối cùng cũng cũng bỏ được thuốc lá. Thì sau khi mà quý định sau khi mà quý vị có ý định bỏ thuốc lá rồi á thì lúc này bác sĩ mới bắt đầu tìm cách để mà giúp đỡ quý vị bỏ thuốc lá. Thì về quý vị á thì quý vị sẽ phải lên kế hoạch cho mình, đặt ra một mục tiêu là ví dụ như đến ngày nào đó thì mình có thể bỏ được thuốc lá. Quý vị có thể nói cho vợ mình biết về cái kế hoạch bỏ thuốc lá. Thường thì những người thân sẽ là những cái người mà sẽ hỗ trợ quý vị rất là nhiều để mà quý vị có thể bỏ được thuốc lá và khi mà quý vị ngưng thuốc lá thì quý vị sẽ bị một cái cảm giác gọi là cảm giác thèm thuốc cũng như quý vị sẽ xuất hiện một số các cái tiêu chứng gọi là triệu chứng cai nghiện thuốc lá người ta gọi là withdrawal symptoms và mình dịch sang tiếng việt gọi là triệu chứng cai nghiện thuốc lá một số các cái tiêu chứng mà quý vị có thể gặp là gồm thứ nhất là quý vị sẽ cảm thấy là buồn chồn, ló lắng à, tim đập nhanh mất tập trung, quý vị sẽ bị mất ngủ, quý vị sẽ bị chạy nước bọt, giống như là người cái nghiện, à, giống như là uh, chạy nước bọt, uh, tim đập nhanh, buông trôn và quý vị có cảm giác giống như là muốn tìm đến cái điều thuốc lá mà hút một hơi cho đã vậy, thì đó gọi là triệu chứng cai nghiện. À, một số các cái triệu chứng khác, ví dụ như là uh, những người mà bỏ thuốc lá thì thường là họ sẽ ăn nhiều và họ sẽ bị tăng cân và có thêm các cái triệu chứng như là triệu chứng khó hoặc là các cái triệu chứng giống như là bị cảm xúc thì về bác sĩ thì thường là chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị bằng cách đó là chúng tôi kê đơn cho quý vị những cái loại thuốc để mà làm giảm đi cái triệu chứng thêm thuốc lá cũng như là những cái triệu chứng cai nghiện giống như mà tôi nói ở trên thuốc đầu tiên thì có tên là nicotine nicotine thì đây chỉnh là cái thành phần trong thuốc lá mà gây ra nghiện thì thay vì hút thuốc lá thì bác sĩ sẽ kê đơn cái nicotine này cho quý vị. Và người ta gọi đây là liệu pháp thay thế bằng nicotine. Thì cái cơ chế của cái liệu pháp này nó rất là đơn giản. Tức là nếu như mà quý vị lên lên cơn thèm thuốc lá chẳng hạn thì thay vì quý vị tìm đến điều thuốc lá thì quý vị tìm đến cái cái sản phẩm thay thế nicotine này và nó có hai nguyên tắc nguyên tắc đầu tiên đó là nếu quý vị có cảm giác thèm thuốc thì quý vị sẽ dùng cái nicotine để thay thế. Và nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta sẽ phải có kế hoạch để mà làm giảm cái lượng nicotine mà quý vị dùng theo thời gian, sau đó sẽ ngưng hẳn. Chúng ta có hai cái dạng nicotine mà bác sĩ thường kê đơn. Một á, thì họ gọi là nicotine tác dùng kéo dài. Nó thường á, là người ta sản xuất nói thường ở dưới dạng miệng giãn. Mỗi miệng giãn như thế này á, thì thường nó kéo dài tới À, 24 tiếng cho nên thường quý vị dạng vào rồi quý vị đợi 24 tiếng rồi quý vị gửi ra và dạng miệng mới vào miệng dạng như thế này thì nó có hàm lượng là 7 mg 14 mg và 21 mg dạng thứ hai thì gọi là dạng nicotine tác dụng ngắn thì dạng này á nó có hai chế phẩm một là dạng kẹo hai là kẹo cao su và mỗi viên à, kèo hoặc là mỗi viên kèo có số như thế này nó có chứa khoảng 2 mg à, nicotine. Và một nguyên tắc chung thứ ba khi mà sử dụng nicotine, sản phẩm thay thế nicotine, đó là thường ấy, là chúng ta sẽ phải sử dụng kết hợp cả dạng tác cả dụng kéo dài và dạng tác dụng ngắn thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Tức là à, quý vị sẽ kết hợp miệng dán vậy là kẹo hoặc là quý vị kết hợp miệng giảng vậy là kẹo cao su tại sao chúng ta phải làm như thế này lý do là vì khi mà quý vị dùng miệng giảng, á, mục đích á, là quý vị duy trì một cái nồng độ nicotine ở trong mẫu nó sẽ làm giảm cái cơn thèm thuồng nhưng mà sẽ có những lúc mà quý vị mặc dù đã dùng miệng giảng rồi nhưng mà vẫn lên cơn nghiện tức là vẫn có cảm giác thèm thuốc thì lúc này quý vị sẽ dùng kẹo hoặc là kẹo cao su để mà làm giảm cơ nghiện quý hiểu, quý vị hiểu vấn đề chưa thì cái cách thức sử dụng uh, hai cái này là nội giống như thế này nếu như mà quý vị dùng nếu như mà quý vị hút nhiều hơn 10 điều thuốc một ngày trở lên thì quý vị sẽ có 3 bước bước một á, là trong 6 tuần đầu tiên á, là quý vị sử dụng miệng dạng là 21 mg trên ngày Miệng giãn này người ta dạng là mỗi 24 giờ, tức là dạng sống uh, ngày hôm sau quý vị lột ra và thay miệng mới vào. Và trong trường hợp quý vị dùng miệng giãn này mà quý vị vẫn còn bị nghiến, thì quý vị dùng thêm kẹo hoặc là kẹo cao su. Bước 2 là trong hai tuần tiếp theo, quý vị giảm cái lượng nicotine này xuống là còn 14mg trên ngày, tức là quý vị dùng miệng giãn mà người ta ghi là 14mg trên ngày. Và bước 3 là trong 2 tuần tiếp theo là quý vị giảm liều nicotine xuống con 7mg trên ngày. Thì đây là chiến lược 10 tuần để bỏ thuốc lá với nicotine. Quý vị thấy là những cái bước này là người ta tiêu chuẩn hóa rồi cho nên trên những cái hộp nicotine này người ta có thể ghi thêm đó là Step 1, Step 2 và Step 3, tức là bước 1, bước 2 và bước 3 cho quý vị dễ nhớ. Nếu như mà quý vị uh, hụt dưới 10 điểm một ngày á, thì quý vị sẽ bỏ bỏ sẽ bỏ qua bước 1 và quý vị sẽ bắt đầu với bước 2 kéo dài 6 tuần. Tức là quý vị sẽ bắt đầu bằng miệng giảm 14 mg trên ngày trong vòng 6 tuần. Sau đó quý vị sẽ chuyển xuống miệng giảm 7 mg trên ngày trong vòng 2 tuần. Và sau đó nếu như mà à, quý vị dùng miệng giảng mà vẫn có cảm giác thêm thuốc thì quý vị dùng kèo hoặc là kèo cao su thì đây là cái lời khuyên chung chung nhưng mà tại mỗi giai đoạn á nếu như mà quý vị vẫn còn tham thuộc nhiều á thì quý vị vẫn có thể à, tiếp tục dùng miền dạng cho tới khi à, dứt hẳn người ta khuyến á, là mình phải dùng ít nhất là 12 tuần thì nó sẽ làm tăng được cái khả năng bỏ thuốc lá quý vị lưu ý là khi mà quý vị dạng cái miền dạng nếu có tin vào buổi tối á thì nó có thể làm cho quý vị bị mất ngủ và có thể à, gặp ác mộng khi ngủ thì đây là những cái tác dụng phụ của nicotine nhưng mà thường á nếu như mà quý vị dùng cái miệng dạng trong lúc ngủ á, thì nó sẽ làm giảm được cái triệu chứng thèm thuốc khi quý vị thức dậy những người mà bị mất ngủ thì thường á là họ sẽ giảm miệng dạng vào buổi buổi sáng trước khi đi làm và họ sẽ lột ra trước khi đi ngủ nhưng mà nếu mà làm như thế này thì họ sẽ có cảm giác thèm thuộc vào sáng hôm sau khi mà họ thức dậy còn nếu như mà quý vị không bị tạc dụng phụ của nicotine, không bị mất ngủ, thì quý vị có thể dùng miếng dạng suốt 24 giờ. Và quý vị nhớ là nếu như mà quý vị dùng miếng dạng mà vẫn quá thêm, thì quý vị dùng thêm keo hoặc là xinh gum. Những cái thuốc này thì uh, quý vị ra bác sĩ, bác sĩ kê đơn cũng được, nhưng mà những cái thuốc này quý vị cũng có thể mua ngoài tiệm thuốc. Người ta bán không qua kê đơn. Thì đây là sản phẩm miếng dạng nicotine uh, bán ở ngoài Walmart. Thì cái sản phẩm nổi tiếng mà của miền dạng nicotine có tên là Nicoderm. Một hộp như thế này là gồm 14 miền giảng. Tức là cái hộp như thế này dùng được là trong vòng 2 tuần. Và một hộp dùng trong vòng 2 tuần như thế này họ bán với giá là 40 đô la. À, có một cái sản phẩm có tên là Equay, đây là cái công ty con của Walmart. Người ta chuyển sản xuất cả cái sản phẩm thịnh hành trên thị trường. Thì người ta cũng sản xuất cái nicotine, miệng dạng nicotine 14 miếng với giá là 25 đô la. Ở Việt Nam thì quý vị có thể ra quay thuộc để mà hỏi để xem quay thuốc một số quay thuộc là có bán cái miếng dạng nicotine này. Còn đối với kéo cao su thì cái sản phẩm nổi tiếng đó là Nicoret. Một hộp mà khoảng 100 viên thì người ta bán với giá là 50 đô la. Quý vị cũng có thể mua cái sản phẩm của Equay của Walmart thì giá nó rẻ hơn là chừng một nửa. Kèo bạc hà nicotine thì nó có giá là cũng gần bằng với kèo cao su. Và y quê của Walmart thì người ta cũng có sản phẩm cho quý vị với giá rẻ hơn. Đối với kèo cao su hoặc là kèo nicotine thì quý vị dùng một viếng mỗi 1 đến 2 giờ và người ta khuyên là không được dùng quá 24 viên một ngày. Nếu như mà quý vị không muốn dùng nicotine thì có một cái thuốc thứ hai mà bác sĩ thường hay kê đơn cho quý vị để mà làm giảm kiểu trị chứng thèm thuốc. Thuốc này có tên là Varenicline. Thuốc này có tên biệt dược là Chantix. Thuốc này mục đích là để mà giảm cái điều chứng thêm thuốc cho quý vị. Thuốc này nó có một cái tác dụng phụ đó là nó làm tăng tính độc của rượu nếu như mà quý vị uống kèm với rượu. Cho nên thuốc này là không được uống kèm với rượu. Và có một cái thuốc thứ ba nữa uh, cũng có thể làm giảm được cái triệu chứng thêm thuốc có tên là Bupropion cái biệt dược của thuốc này là Wellbutrin. À, nhưng mà trên thị trường thì thường thì tôi thường là kê một trong hai thuốc ở trên nhiều hơn. Cái cách sử dụng của Varenicline và Bupropion thì nó hơi phức tạp. Và đây là những cái thuốc quá kê đơn cho nên quý vị phải hỏi ý kiến của bác sĩ của mình trước khi sử dụng. Nói tóm lại, hai vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn quý vị nắm để mà quý vị có thể bỏ được thuốc lá. Thứ nhất đó là quý vị phải nhận ra được cái tác hại của thuốc lá và lên kế hoạch bỏ thuốc lá và thứ hai đó là nói chuyện với bác sĩ quý vị để mà nhận được cái sự hỗ trợ để mà bỏ thuốc lá thì hy vọng cái bài nói chuyện này của tôi sẽ giúp được quý vị phần nào chúc quý vị bỏ thuốc lá thành công